Chúng ta phải giải thích với nhau được cái khái niệm về cái khái niệm framework là cái gì nhé. Yeah. Bản tên là gì nhỉ? Trang. Trang frame là gì? Mà work là gì? Hoặc là framework nói chung là gì? Ở cái khung work là gì? Đó. Framework nó là một cái khung của project. Của chúng ta. Cái khung này nó cung cấp cho chúng ta cái gì? Cấu trúc thư mục. Cung cấp cho chúng ta công cụ cấu trúc thư mục, cung cấp cho chúng ta cái luồng dữ liệu. Cung cấp cho chúng ta cái mô hình phát triển. Cung cấp cho chúng ta các cái thư viện cần thiết. Cung cấp cho chúng ta tài liệu và cung cấp cho chúng ta cộng đồng. Đây là những cái thứ cơ bản để chúng ta có thể gọi được một cái công nghệ nào đấy, nó là framework. Ví dụ như Java nó có cái framework là Spring, nó cũng giống như Spring MVC, nó cũng giống như thằng Laravel. Thì Java nó dùng cái đấy để cung cấp cho cả người ta cấu trúc thư mục, luồng data, mô hình phát triển sản phẩm. Rồi thì các cái thư viện để người ta có thể tương tác với cơ sở dữ liệu, tương tác với giao diện, tương tác với các cái thư viện của bên thứ ba ví dụ như Google, Facebook. Rồi nó có tài liệu cho người ta có thể đọc được, đọc và ít nhất là có thể hiểu được, làm cho đúng cái gì tài liệu nó viết là người ta có thể làm được các cái công việc người ta mong muốn. Ngoài ra khi mà người ta phát triển sản phẩm, người ta gặp một vấn đề, gặp một cái lỗi nào đấy, lỗi ở thư viện này, lỗi ở thư viện kia, thì người ta có thể lên Google, người ta search, thì sẽ có một cái cộng đồng nó giúp họ trả lời những cái câu hỏi đó. Thì Laravel của chúng ta cũng là một cái framework điển hình trong cái ngôn ngữ PHP. Và hiện tại Laravel là framework có cái số lượng, có cái cộng đồng phát triển là số 1 thế giới bây giờ ở trong cái công nghệ là PHP. Thứ hai không biết, người ta chỉ quan tâm đến thằng nào là thằng số 1 thôi, không ai quan tâm đến thằng số 2 cả. Tất nhiên mỗi framework của PHP thì nó sẽ là để nó tồn tại đến bây giờ ấy, thì nó sẽ phải là đứng thứ nhất ở một cái mảng nào đấy. Ví dụ nhé, Laravel cộng đồng đứng thứ nhất, số lượng thư viện đứng thứ nhất, số người tham gia phát triển đứng thứ nhất, và cái khả năng phát triển, có nghĩa là cái quãng đường phát triển nó khá là ổn định, cứ 6 tháng ra một bản. Đó, ra một bản để fix những cái lỗi và tăng và phát triển thêm những cái tính năng mới. Đấy là về Laravel. Ví dụ như CodeIgniter thì nó đơn giản nhất ở cái đơn giản, dễ dàng cài cắm thêm những cái thư viện bên thứ ba, đúng không? Và nó đã phát triển lâu đời rồi, thì người ta sẽ có những cái thư viện từ rất là lâu người ta phát triển hoàn thiện rồi, bây giờ mình chỉ cần cắm vào mình dùng. Thế là về CodeIgniter. Fancon nghe bao giờ? Fancon cũng là một cái framework của PHP. Thì cái framework đấy thì nó có cái số 1, đó là cái performance của nó là cao nhất và nó gần ngang với Java luôn. Các bạn phải biết là Java performance của nó cao hơn so với PHP cơ bản bình thường ấy. Đây là PHP thuần ấy, là rơi vào tầm khoảng 5 lần. Nhưng mà Fancon nó cũng là PHP nhưng mà nó có performance sánh ngang với Java. Bởi vì cái bộ biên dịch của nó là code bằng C. Rất là kinh khủng. Đó, mỗi thằng nó sẽ để còn tồn tại được thì nó sẽ phải có một cái gì đấy nhất, chứ không thể nào mà có chuyện là nó không nhất cái gì mà nó còn tồn tại đến bây giờ cả. Được chưa? Thì tôi lựa chọn Laravel chúng ta trong cái khóa học này bởi vì không phải là bởi vì tôi chỉ code được Laravel. Và cũng đúng thật là 4 năm gần đây tôi chỉ code Laravel thôi. Còn di giết tôi cũng code được, và CodeIgniter nó cũng là cái framework đầu tiên tôi học khi mà tôi bắt đầu biết về PHP. Nhưng mà Laravel bởi vì nó mạnh, nó đủ mọi thứ tôi cần rồi. Và nó có cái cộng đồng quá lớn cũng như là nó mở rộng nhanh. Cái Laravel nó mua đứt luôn cái thằng Vue.js ấy. Nó mua đứt luôn. Thì nó trở thành một cái công nghệ của cái hệ sinh thái của Laravel. Cho nên là tôi mới lựa chọn. Ngoài ra cái yếu tố quan trọng nhất đó là các cái nhà tuyển dụng bây giờ các bạn có thể lên Vietnam Work, IT Việt, các thứ các kiểu, các cái kênh tuyển dụng để tìm về lập trình web PHP, thì đến 80% người ta đã tuyển về Laravel. Đó.
Cho nên là tôi mới lựa chọn Laravel để cho chúng ta học và làm quen, thì nó sẽ là một cái lợi thế sau này cho các bạn. Bởi vì khi mà các bạn bắt đầu đi làm thì người ta sẽ thường thường hỏi là em đã làm được những cái gì rồi, em biết được những cái công nghệ gì rồi. Thì các bạn làm dự án rồi, các bạn biết về Laravel, làm project bằng Laravel thì nó sẽ là cái lợi thế rất là lớn cho các bạn, người ta đỡ phải training. Thì đấy nó là cái lợi vì sao tôi lựa chọn cái framework này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sang cái phần là cài cắm cái framework này. Thì đầu tiên các bạn vào tôi cái trang này, Get Composer. Cài chưa nhỉ? Hôm trước bảo cài chưa? Rồi. Rồi gì? Còn ai chưa cài không? Có. Thế thì cài đi. Cài và chạy cho tôi cái Composer, cái từ Composer này ra, để cho nó bật ra cái phiên bản cũng như là cái chữ Composer này để báo cái ở máy chúng ta chạy được cái này. Các bạn nào cài rồi thì vào cho tôi trang laravel.com, sau đó vào phần documentation này. Version hiện tại của Laravel là 5.5. Laravel thì thực ra nó là một cái framework ra đời từ những cái năm 2011-2012. Thì gần như nó là cái framework PHP ra đời muộn nhất, gần chúng ta nhất cho đến bây giờ. Và nó đã qua 5 phiên bản. Những cái phiên bản mà người ta hay dùng nhất đó là phiên bản 4.1, 4.2 là cái thời gian mà nó được thế giới bắt đầu công nhận. Sau đó nó lên cái bản 5.0 là nó thay đổi khá nhiều về cái luồng dữ liệu cũng như là các cái tính năng của nó ở trong. Và kể cả về cái cấu trúc thư mục nó cũng được thay đổi hoàn toàn. Sau đó đến phiên bản 5.3 thì nó đã đạt được một cái độ ổn định tương đối. Và với cái sự ra đời của PHP 7 vào tháng 6 năm 2015 thì Laravel nó ra tiếp bản 5.4 và bây giờ nó ra bản 5.5 để cập nhật thêm những cái tính năng mới để giúp đỡ người dùng, người lập trình viên có thể làm việc ổn định hơn. Thì tôi thích dùng thằng Laravel. Đợt trước tôi cũng có code G, và cùng thời gian với code Laravel mình ghét cái thằng G ở chỗ là cái thằng G ấy, cái thời gian bọn tôi code ban đầu á, tất cả các class của nó đều bắt người ta bắt nét viết là C class. Nó bắt viết là C class, đặt tên lớp ấy. Ví dụ component sẽ là C home component, à home controller. Này. Kiểu nó mất dạy. Biết chữ C là của cái chữ gì không? Điên này. Lão này làm ra cái gì ấy? Lão này người Trung Quốc. Xong rồi bắt đầu cộng đồng nó lên án nhiều quá, bắt đầu là chuyển sang cái trò là có thể thay được cái chữ C này bằng một chữ khác. Ví dụ như tôi thích thay được chữ T class. Nhưng mà sau đấy đến bản G2 update lên thì hoàn toàn bỏ một cái tính năng rất dư thừa. Nên mình thấy nó hơi ngu, cho nên mình dẹp luôn, không chơi. Cài xong Composer cho các thanh niên. Tôi quay cho các bạn về, các bạn có cái để làm nhá. Tiếp theo này, với Laravel của chúng ta ngay khi vào documentation nó sẽ sang phần installation. Nếu bạn nào dốt tiếng Anh quá thì có thể là gia hiệp Laravel như này thì phải, tôi nhớ không nhầm, đây không? Thằng này nó lão này cũng rất là tốt, lão ấy dịch toàn bộ cái thư viện Laravel ra là hướng dẫn cài luôn, giáp hiệp.
thì đây à, có tài liệu 5.5 rồi đấy. Đấy thì hắn dịch ra tiếng Việt thì chúng ta có thể làm theo, nó cũng khá là thân thiện, nhưng mà tôi thích dùng tiếng Anh bởi vì cái gì dùng nguyên bản cũng sướng hơn. Laravel của chúng ta thì có 3 cách cài. Cách cài thứ nhất là thông qua Composer, đều thông qua Composer cả. Những cách dùng cài thứ nhất là nó cài cho vào máy của chúng ta nhé. Một cái repository nó tên là Laravel Installer. Cái cách cài này nó giống như việc là chúng ta cài một phần mềm vào máy. Nó giống như việc chúng ta cài một phần mềm vào máy, xong rồi sau đấy chúng ta muốn làm cái gì đấy, chúng ta chỉ việc chạy những phần mềm kia là nó tự động nó bung ra cái project Laravel luôn. Chúng ta rất ít khi phải chạy lên trên web để tải cái thư viện về. Đây là cái thứ nhất. Cái cách thứ hai là cũng cài bằng Composer nhưng mà cài trực tiếp từ Internet. Khi mà các bạn chạy cái câu lệnh này bằng CMD ấy, thì nó sẽ, cái CMD nó có khả năng là lên mạng, nó kéo toàn bộ cái khung project của Laravel về máy của chúng ta, chứ nó không lấy từ trong máy mình. Thì cách này thì cũng chạy được, nhưng mà tôi không thích lắm bởi vì nó khá là mất thời gian. Cách thứ ba, nó không hướng dẫn đây đâu. Cách thứ ba là các bạn vào phần này, phần ecosystem này, vào GitHub của nó. Các bạn có thể tải nó về, clone and download, tải cái Laravel Master về. Thì đây là cách thứ ba. Nhưng mà thực tế ra cả ba cách thì các bạn đều phải cài Composer cả, chẳng cách nào thoát được cả. Cho nên là tốt nhất cài Composer, và theo tôi các bạn nên cài cách thứ nhất. Thì sau khi cài Composer xong, các bạn copy cái dòng Composer Global Require Laravel Installer, copy vào. Sau đó các bạn mở cái cửa sổ CMD lên. Nếu mà bạn nào dùng Linux thì có thể là mở terminal lên, pệt cái dòng ấy xuống và enter. Hả? Cái gì? Mở terminal ra, pệt xuống. Ông biết thêm về, ông phải set up lại cái Composer đi. Đây copy, tôi chẳng nhớ có cái gì đây. Vào đây mà copy. Vào laravel.com/doc bản 5.5, gõ Composer Global Require Laravel Installer. Đây. Ý là bảo nó cài tại Composer ấy. Tại về xong này để gõ Composer. Để kiểm tra cài được không cái gì? Gõ Composer ra. Bà cài xong Composer đi đã. Thì bà copy cái dòng này, bà pệt vào trong cái con CMD của bà, được chưa? Xong bà ngồi bà chờ. Tôi cũng đang chờ. Thực ra là tôi cài xong rồi. Thank you.
Có nghĩa là khi mà ông dùng cái từ composer này thì nó trỏ sang cái file composer thứ 3 ở trong cái từ mục này, không chưa? Dạ. Đã được sai đấy ạ. Đúng. Dạ. Đúng. Bên bên cái máy của tôi dẫn nào. Thằng ấy nó cũng dùng. Cũng dùng đi nó không biết làm đâu mà. Nhìn mặt nó tính ngủ rồi. Nhanh. Cho máy mất. Thôi thầy làm lại đi. Không, mất thời gian lắm. Dạ. Đúng rồi. Nhanh lên. Tôi chẳng biết nó có chạy không. À đây rồi. Các bạn có thể kiểm tra cái bản installer của Laravel bằng cách là gõ tiếp là Laravel cách trừ trừ version. Nó sẽ ra cái bản cài đặt của Laravel.
đấy, chứng minh là các bạn cài xong rồi. Sau đó nếu các bạn muốn đặt project ở đâu, các bạn lưu ý này. Xong chưa, ra chưa? Rồi, các bạn muốn đặt project ở đâu, ví dụ như tôi không nhất thiết cái Laravel của các bạn phải đặt ở trong htdoc nhá. Lưu ý, Laravel của chúng ta nó không cần thiết phải đặt trong htdoc đâu, thích đặt đâu đặt. Được chưa? Ví dụ như tôi đặt ở trong cái thư mục là L1706 này hạn, tôi CD vào. CD vào L1706. Như này nhá. Được chưa? Ở đấy bên Windows của các bạn hôm trước tôi hướng dẫn rồi, các bạn vào trong cái thư mục đấy, các bạn vào hẳn trong nhá, mở nó ra. Sau giữ shift, gõ chuột phải. Giữ shift chuột phải, sau nó sẽ ra cái phần là open command window here hoặc là open open PowerShell here thì bấm vào đấy. Thì nó sẽ ra một cái cửa sổ command line, nó chọn đúng vào trong cái thư mục đấy. Ví dụ như của tôi đang ở php1706 này. Các bạn làm thử đi, xem có ai không làm được không. Đấy, vào nữa. Cái gì đây? Nhà. Xong chưa? Bà đưa hẳn vào desktop rồi, mà không phải lấy đó thì sao? Bước hẳn vào desktop ấy không có gì cả. Xong chưa? Có thêm chưa? Được chưa? Bây giờ gõ tiếp này. Gõ tiếp này. Laravel cách new. Cách tên project mình để ví dụ đây là blog chẳng hạn. Đó. Khi mà các bạn cài bằng cái Laravel Installer ấy, nếu mà lần đầu các bạn tạo project thì nó cũng sẽ phải tải trên mạng xuống, ví dụ như này là báo tải trên mạng xuống này, những cái download này. Nhưng mà nếu mà những cái lần sau của các bạn ấy, tức là từ project thứ hai trở đi, thì những cái thư viện này nó đã có trong cái máy tính của các bạn rồi, nó tải một lần đầu tiên thôi, nó đã có sẵn trong máy của các bạn rồi, thì nó sẽ tiến hành nó lấy từ trong máy của bạn rồi, vất vả thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều trong việc tạo project. Không nhớ mình chuột phải rồi mình về chung phát là xong. Không nhận mỗi người này PP của mày có dừng bao nhiêu PHP bản xa này thế thì mình cài lại sao rồi. Nó báo là đưa lại được, có nghĩa là bản PHP và bản Laravel hiện tại ấy, là nó phải chạy trên môi trường là SAN là PHP version 7.0 trở lên. Thì bạn phải cài lại sao? Cài sang thư mục khác được sao? Sau cài lại các user để nó chọn sang cái PHP của cái SAN mới. Thôi cài lại luôn, tiện nhân tiện cài lại luôn hơn luôn rồi. Cài thế nào này? Đó là trên rồi. Đây có gì của ngài 5.6.25 cái là sang. Cái là sang bảo mới nhất. Tôi dùng một cái bản họ có thể dùng PHP và chúng tôi hỏi về chúng tôi đấy, như của tôi cái sau tôi dạy được kìa. Thôi chia buồn ra quyền cái là đi sao rồi. Sao rồi chưa cái được. Tôi nói tài xong rồi. Ai bảo không quen thì còn hí húi Ubuntu. Mấy nữa chúng mày có phân quyền chúng nó đến chết. Phân quyền đơn giản. Ừ. Gì
Xong chưa? Chưa xong, kệ. Sau khi cài xong các bạn sẽ nhìn thấy có một cái thư mục blog ở đây. Nó tự tạo ra cái thư mục blog đây, chúng ta cầm kéo vào trong cái Solid Text. Kéo vào. Thì đây nó là cái chân diện mục của cái thằng framework Laravel. Thì chúng ta cứ một vài bạn xong đã rồi mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta xem là những cái thư mục này ý nghĩa của nó như thế nào, tác dụng của nó ra làm sao và sử dụng nó kiểu gì. Cái mà mình cái chỗ mà mình đặt cái Laravel này đặt đâu cũng được. Đặt đâu cũng chạy được project mà. Bởi vì không có chạy qua thằng Sam đâu. Xong chưa? Yên tâm, mấy đứa mà còn giờ mới bắt đầu cài nó chạy lâu lắm. Bởi vì các bạn để này, tôi cho các bạn xem cái dung lượng nhá. Đấy, 45 MB. Ừ, ít. Nó sẽ ít khi mà các bạn tải một file zip, nhưng nó sẽ nhiều khi các bạn tải. Nó là rất là nhiều file, các bạn nhìn số lượng file trong này, 7.345 file. Được chưa nhỉ? Rồi cứ cài đi, cứ hì hục đi. Tí nữa tôi giải thích qua xem là nó chạy như nào. Rồi. Không. Không. Cái lệnh này nó cuối cùng nó mở ngoặc vuông nha, nó bảo là sudo là sao? Tức là nó bắt quyền là có thằng ở trong cái phòng đấy. Nếu mà có thì có bị bạn trên thôi đấy. Dạ, thì nó là sẽ bị cái này cài xong này,
vẫn mở cái CMD của các bạn nhé. Các bạn gõ tiếp là CD, xong rồi tên project, ví dụ blog của chúng ta là project của chúng ta tên là blog, thì chúng ta CD vào trong đấy, để cho con trỏ nó chạy vào trong cái thư mục project của chúng ta. Sau đó các bạn gõ là composer cách, à nhầm, PHP cách artisan cách serve. Sau thì nó chạy là Laravel Development Server Start 127.0.1 2.8000 đúng không? Thì để vào trong website của chúng ta gõ là localhost 2.8000. Xong, đã vào được trang web của chúng ta. Và chúng ta có thể là chỉnh sửa các thứ ở trong này. Ví dụ tôi sửa cái chữ Laravel, bây giờ tôi vào trong phần resource view welcome blade, đây sửa thành kiện TH. Ủa đây là title, tôi sửa nhầm. Đây là title, đây body ở dưới này cơ. Đúng chưa? Thì đây gõ lệnh này. Đây CD vào trong này. Xong nó đến là PHP artisan serve. Có bạn nào có sạc iPhone không? Cái gì? Mình không cho là tao đây. Mày cho vào đâu? Có được không mày? Mày thích cho đâu mày cho chứ. Đâu nhất thiết phải là tao đây. Tôi chẳng hiểu ông đang nói cái gì. Cho cái gì vào database bị lỗi? Dữ liệu nào? Ở đâu? Ờ, thông qua cái gì? Simple. Draw. Crawler dữ liệu từ webpack về à? Ờ, sao? Lỗi cái gì? Sao không lấy được? Dữ liệu ở trong cái field mày cho vào nó là loại dữ liệu gì? Em xuất ra rồi, em lấy về, lấy được dữ liệu rồi, nhưng mà cho vào đấy là cho vào trong cho nó bay không cho được, cho được. Tại sao? Mày phải để dữ liệu cho cái cột mà cái trừ field lưu ấy, nó phải là long text chứ. Mày đang để là cái gì? Va chạm. Ngu thế, va chạm nó chỉ lưu được 255 ký tự thôi. Nó không cần chữ viết đấy, đặt ký tự. Thế vậy thì phải đặt tra xét cho cái bảng và cho cái ấy đấy. Thì em tra xét không đến tháng rồi. Không có được nó bẩn. Để chịu. Rồi để dọn ở. Cô đã cài xong rồi đeo chưa đấy? Cô đào đâu lên cái này? Nó tự cô cài vậy?
chưa có thực hiện. Cũng giờ ở đây này cũng bị giống bọn ở dưới cà là sao thế về nó lấy ra ngoài nó ra được mà thế này được à? Ừ sao em nhắn đi chỉ có cái chút cà phải đọc nó ra chứ đọc rồi em Quên mất, giới thiệu qua một chút nhá. Khi mà các bạn cài cái Laravel vào ấy thì chúng ta có những cái lợi ích sau khi mà làm việc với Laravel. Thứ nhất, chúng ta phải biết đến cái file đầu tiên là cái file NV. Cái file này. Cái file này nó sẽ là cái file đóng vai trò là config. Config cái gì? Config cái app name của chúng ta, cái tên của ứng dụng của chúng ta tên là gì này. Để viết trong này. Môi trường phát triển của chúng ta đang là gì thì chúng ta để là local cũng trong này. Rồi thì upload level, tức là chúng ta có thể hiển thị ra chi tiết lỗi ở ngoài màn hình hay là khóa nó vào thì chúng ta cũng để nó trong này này. Tiếp theo là up URL. Ví dụ hiện tại ở máy của chúng ta để là local host đúng không? Nhưng mà sau này khi đưa lên server thì chúng ta phải đổi thành cái đường dẫn, ví dụ như kiểu http thiện.th.me chẳng hạn. Thì chúng ta đổi sang cái đường dẫn của mình, cái config trong này. Tiếp theo, cái loại cơ sở dữ liệu của chúng ta làm việc, tức là DB connection chúng ta cũng config ở trong này là MySQL. DB host tức là con server nào sẽ chứa cơ sở dữ liệu chúng ta cũng config trong này là 127.0.1, tức là máy mình. Cái DB port cũng trong này, cái database mà chúng ta sử dụng trong project cũng là cái config ở trong file NV luôn. Ngoài ra, cái phần mà chúng ta tương tác với email, gửi email á cũng ở trong cái file NV này. Được chưa nhỉ? Đây tóm lại nó là cái file config. Ngoài ra để cái project Laravel có thể chạy được, nhớ nhá, để Laravel nó có thể chạy được chúng ta phải có cái app key. App key này nó sẽ giúp chúng ta là sau này nó sẽ sinh ra những cái mã bảo mật, mã bảo mật cho những cái form của chúng ta, thì chúng ta bắt buộc phải có app key. Nếu trong trường hợp chúng ta không có app key, tạm thời tôi để như này, tôi xóa đi nhá. Chúng ta Ctrl C lại để dừng server này. Ctrl C lại để dừng server lại. Chờ tí. Dừng rồi. Dừng server đây rồi, reload lại mất này. Được chưa? Ctrl C để dừng server lại. Thì nếu mà chúng ta muốn, bây giờ tôi đã bỏ cái app key đi rồi, tôi muốn chạy pp artisan serve. Ồ, chạy được này. Sao? Lỗi đúng không? Nó không lấy được cái app key ra thì cho nên là nó sẽ báo lỗi ngay lập tức. Bây giờ nếu mà chúng ta muốn chạy được ấy thì chúng ta phải gõ là PHP artisan key 2.generate. Nó sinh ra một cái mã mới cho cái file NV kia đây, cái mã ấy đây. Sau đó chúng ta lại start lại server. Thì chúng ta sẽ chạy được như bình thường. Được gì nhỉ? Đấy là cái lưu ý ở trong cái file NV này. NV là file config và bắt buộc phải có app key thì mới chạy được. Còn cái đoạn mà tôi vừa mới chạy ấy, artisan serve pp artisan key generate, đây nó cũng là một trong những cái đặc sản của Laravel. Sau này chúng ta sinh ra cơ sở dữ liệu, cấu trúc cơ sở dữ liệu nhá, tức là các bảng cơ sở dữ liệu cũng sinh ra các cái file đấy bằng câu lệnh pp artisan. Thêm dữ liệu trong cơ sở dữ liệu cũng có thể làm được bằng pp artisan. Thêm model, thêm controller, thêm middleware, thêm đủ mọi thứ chúng ta cũng có thể sinh ra bằng pp artisan. Thì pp artisan nó là một cái công cụ rất là mạnh của Laravel. Nó giúp chúng ta tương tác với hệ thống dễ dàng hơn, thì chúng ta có thể tham khảo thêm những cái lệnh mà pp artisan của Laravel nó cung cấp bằng cách gõ pp artisan. Nó ra cái artisan này, enter xuống.
chờ tí, nó sẽ hiển thị ra một cái danh sách ở dưới này. Đấy, thấy nhiều không? Đây là những cái lệnh mà PP Artisan nó cung cấp. Ví dụ Clear Compiler là nó sẽ xóa những cái code mà chúng ta đã biên dịch ra, xóa những cái code biên dịch đi. Down NV have inspire list migrate optimize preset server assert tinker app name đủ các thứ các kiểu trong này, thì chúng ta nên đọc và nên tìm hiểu. Chứ còn tôi sẽ hướng dẫn chúng ta những cái mà chúng ta cần thiết thôi, chứ học hết bằng này chắc chết. Được chưa? Thì chúng ta phát triển đến đâu chúng ta sẽ học dần đến đấy, chứ không nhất thiết là cứ phải học một phát hết luôn cái mới này làm gì cả. Sau này sẽ, nếu mà có thời gian, sẽ đến cái phần tôi hướng dẫn chúng ta tự tạo ra những cái câu PP Artisan riêng của mình. Ví dụ như là hứng lên thì mình có thể là xóa, gõ một câu lệnh PP Artisan gì gì đấy để xóa hết toàn bộ user trong hệ thống chẳng hạn. Thế nếu điên lên chẳng hạn vậy, đúng không? Rất nhiều cách. Rồi, thì chúng ta đến với câu lệnh Artisan đầu tiên. Đó là câu lệnh là PHP Artisan Serve. Serve là phục vụ đúng không? Thì là câu lệnh này nó sẽ giúp chúng ta start server. Và thường thường chạy ở cổng mặc định là cổng 8000. Chúng ta sau khi serve xong, chúng ta gõ lệnh là PHP gõ vào trong cái thanh địa chỉ của cái trình duyệt ấy, là gõ là localhost 2.8000, nó sẽ vào server của chúng ta. Được chưa? Nếu mà chúng ta không thích cái cổng 8000 mà chúng ta muốn đổi cổng thì chúng ta thêm cách ra trừ port. Port là cổng đúng không? Bằng 88 chẳng hạn. Enter xuống. Chẳng biết có chạy được không. Đấy, chạy rồi này. Laravel develop server start ở cổng 88. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào trình duyệt, chúng ta gõ là localhost 8000 thì không chạy chắc rồi. Chúng ta chạy bằng cổng 88. Wow. Lỗi gì? À đây, cái lỗi này ở bên Linux của tôi thì bắt buộc phải chạy bằng quyền root cơ, bằng quyền super user. Còn ở bên Windows các bạn không vấn đề gì cả. Tôi sẽ chạy lại sudo php artisan serve cách -- port bằng 88. Enter xuống. Wow. Chạy đi. Rồi xong, bây giờ mới chạy được. Ủa, lại bị lỗi gì ta? Localhost. Đây rồi, chạy rồi. Ở cùng 88. Đó, đấy là đổi cổng. Ngoài ra nếu mà chúng ta thích, chúng ta có thể làm server ảo ở trên này luôn, chạy bằng a bằng kiện.ph.dev chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ thay đổi cái file host ở trong máy của chúng ta. Nhưng mà thôi, cái đấy nó hơi lan man, chúng ta dẹp đi. Thế nhỉ? Và các bạn lưu ý cho tôi một cái điều. Cái điều này là cái thứ tôi nhắc đầu tiên và cũng là cái thứ rất là quan trọng với chúng ta. Lưu ý này. Sau này bất cứ cái gì thay đổi, kể cả một dòng nào đấy ở trong cái NV này nhá, mà nó bị thay đổi, giá trị thay đổi hoặc là cái dòng nào đấy bị thay đổi, các bạn bắt buộc phải chạy lại cái câu lệnh là Composer cách dump auto load như này, để nó nạp lại những cái config, những cái setup ở trong cái file NV này vào file auto load của chúng ta. Được chưa? Lưu ý cái đấy. Bất kể cái gì thay đổi là phải gõ lại PP Composer dump auto load, chứ không ông chạy đâu nha. Được chưa? Các bạn chạy đi, serve server lên đi. Và khi mà làm việc ấy, nếu mà bạn nào làm bằng PP Storm thì nó có sẵn cái phần terminal rồi, cho nên chúng ta chỉ kéo lên mà dùng thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn nào làm việc giống như tôi, kiểu dạng là mở cái CMD lên nào làm ấy, thì chúng ta luôn luôn mở hai cái. Một cái là để chạy PP Artisan Serve, còn một cái nữa để chạy những câu lệnh để sinh ra model để làm việc, để tương tác với hệ thống. Đây, tôi sẽ mở một cái tab mới. Đây là PHP Artisan Make Migration chẳng hạn. Ví dụ thế. À chết, chưa đặt tên. Chưa đặt tên file, xin lỗi. Make Migration là Create Categories Table. Q
Khi mà các bạn gõ câu lệnh này thì ở trong này nó sinh ra file này, database migration. Đây, nó sinh ra file create category table. Thấy không? Nó tự sinh cho chúng ta luôn. Thì đấy là cái một trong những cái hay ho nhất của Laravel. Đấy là cái file đầu tiên, cái artisan và cái file NLV, được chưa nhỉ? Tôi giới thiệu qua những cái thư mục khác của chúng ta nữa. Thư mục tiếp theo là thư mục vendor. Cái này quá quen thuộc rồi, cứ thằng nào dùng Composer là sẽ có vendor. Được chưa? Trong này nó cũng chứa cái file autoload và tất cả các cái thư viện có sẵn của Laravel. Nó cần có thì chúng ta sẽ, nó sẽ nhét vào đây. Tiếp theo là thư mục test. Thì một trong những kỹ năng quan trọng nhất của developer á, ngoài coding, debugger, thì chúng ta phải có thêm kỹ năng là unit test. Thì cái unit test của chúng ta sẽ được viết trong này. Được chưa? Tiếp theo là phần storage. Cái storage thì hôm trước không biết là tôi đã demo cho các bạn về cái Blade View chưa, đúng không nhỉ? Demo chưa? Chưa. Thì cái Blade View bao giờ đến thì tôi sẽ hướng dẫn lại chúng ta. Thì cái Blade View ấy, mỗi lần nó biên dịch ra thì nó sẽ sinh ra một cái file như thế này. Đây mới là cái file mà người dùng sẽ nhìn thấy này. Được chưa? Còn cái file Blade kia chẳng qua là để giúp chúng ta lập trình nó dễ dàng hơn thôi. Đấy là cái nơi sẽ lưu cách, lưu log của hệ thống. Đây các bạn nhìn này. Các bạn từ nãy đến giờ các bạn tôi tương tác cái gì nó lưu hết vào trong này. Cái này nếu mà chúng ta lưu một cách thông minh thì nó sẽ là một cái công cụ để giúp chúng ta kiểm soát xem là người nào làm cái gì, vào lúc nào, làm nhiệm vụ gì, thay đổi giá trị bao nhiêu theo thời gian ở trong này. Để cái file log này nó giúp chúng ta thực hiện một cái chức là một cái gọi là một cái gì, một cái công cụ như kiểu là traceability, là tìm theo dấu vết của từng thành viên một trong hệ thống người ta đã làm cái gì, và có thể log hàng ngày luôn để biết xem ai là thủ phạm gây ra cái hậu quả này để cho nó đi tù, ví dụ như thế chẳng hạn. Được chưa nhỉ? Cho nên phần cái thư mục storage này nó cũng rất là quan trọng. Tiếp theo là thư mục round. Nhìn thấy quen không? Nó là cái nơi sẽ điều hướng web của chúng ta, ví dụ như sau. Các bạn thấy ở đây là round2.get, là cái request dạng get có đường dẫn là sượt như này thì trả về cái view, đúng không? Bây giờ tôi sửa tí. Tôi sửa một chút. Đây tôi return kiện TH. Mỗi này thôi ra ngoài trang chủ reload lại. Ủa, đây là 8000, xin lỗi các bạn. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ sửa tiếp là cái gì nhỉ? Response. Nó mở ngoặc trỏ đến JSON. Trong này là một cái mảng name bằng kiện TH edge bằng 26, xếp xuống. Thấy răng JSON chưa? Thấy chưa nhỉ? Nó định nghĩa ra cái web, cái URL là sượt này thì nó sẽ trả ra dữ liệu gì cho chúng ta. Thì cái này là nơi định nghĩa ra các cái URL cho website. Được chưa nhỉ? Chúng ta hoàn toàn có thể chủ động tạo ra các cái URL của riêng mình cho chức năng của mình phát triển, ví dụ như round 2.get. Đây là thiện TH. Thiện TH đi. Tôi sẽ có một cái function được xử lý trong này. Ở đây tôi sẽ return ra một cái hash make 123456. Ví dụ như thế này. Về như cũ rồi đúng không? Đây là sượt thiện TH. Nó sẽ ra một cái mã, một chuỗi mã hóa của cái dòng 123456. Và sau này chúng ta sẽ dùng cái hash make này để làm database, làm cái phần password của chúng ta. Yeah. Thì về, nếu mà bây giờ cái hệ thống của tôi mới chỉ định nghĩa ra hai cái URL là sượt và thiện TH thôi. Bây giờ tôi cố tình vào một cái là admin. Nó sẽ báo là sorry, the page you are looking for could not be found. Tức là cái đường dẫn này nó chưa được định nghĩa. Được chưa nhỉ? Cho nên nó sẽ ra cái lỗi như này. Chúng ta không nhìn thấy cái gì cả. Đấy là cái nơi, cái route là cái nơi để giúp chúng ta định nghĩa ra các cái URL sẽ được chạy ở trong hệ thống của mình. Được chưa nhỉ? Đây về cái route. Tiếp theo là về cái resource. Cái resource này nó sẽ chứa các cái file view. Đây là cái chữ
V ở trong cái mô hình MVC của chúng ta. Thì đây là nơi chứa phím V. Thì ở trong này tôi không thích cái màn hình nữa, tôi viết, chữ thiện TH ở đây. Thì chúng ta về trang chủ thì nó sẽ chỉ còn mỗi chữ thiện TH ABC trỏ đến X, Y, Z hả? Ở trong cái thay đổi như nào ở ngoài này nhìn thấy như vậy. Thì đây là cái nơi để chúng ta viết cái file view. À, tiếp theo cái thư mục public, nhìn là biết nó chứa cái gì rồi đúng không? Các cái CSS, JS và cái file index của chúng ta. Ngoài ra trong này chúng ta chứa rất là nhiều tài nguyên về thư viện của CSS, nói chung là về thư viện của tầng view sẽ chứa hết trong này. Tiếp theo là thư mục database. Thư mục database này là cái nó sẽ chia ra làm hai chức năng. Chức năng đầu tiên là chức năng migration. Migration này nó là một cái chức năng để giúp chúng ta có thể sinh ra cấu trúc cơ sở dữ liệu của cấu trúc các bảng trong cơ sở dữ liệu bằng những cái lớp của PHP. Chúng ta chỉ chạy một câu lệnh thôi, ví dụ demo chúng ta luôn nhé. Navigate. Tôi tạm thời xóa cái thằng category này đi để cho nó đỡ bị rối database. Tôi sẽ có cái database mới, new database tên là 1706. Chaset là UTF-8 BM MB4. MB4 Unicode. Ok, xong. 1706 nhá. Chúng ta sẽ vào file NV này để xét lại cái config của chúng ta là database tên là 1706. Username là root. Password của tôi là 123456. Xong, save xuống. Và nãy tôi đã nói cái gì? Cứ cái gì thay đổi ở trong file NV là chúng ta phải chạy câu lệnh là composer dump autoload. Và chúng ta sẽ start lại server. Sao lâu vậy? Xong. Và chúng ta start lại server. Để nó nạp lại cái file autoload này mà. Xong rồi đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vẫn vào bình thường thôi, chắc là vẫn vào gọi start rồi mà. Rồi start rồi. Bây giờ chúng ta trong cái DB này chúng ta chưa có cái gì đúng không? Reload. Chưa có cái vẹo gì đúng không? Bây giờ chúng ta chỉ đơn giản chạy một câu lệnh là PHP artisan migrate. Đấy, xong. Bây giờ reload lại cái DB. Có bảng user luôn. Đúng không? Có bảng reset password luôn. Đây, password reset đây. User đây, design đây. Xong chưa? Đấy là cái phần migrate. Còn cái phần seeding, đấy là tôi giới thiệu, còn chúng ta sẽ học chi tiết sau. Còn cái phần seeding, đây là thư mục đầu tiên là thư mục migrate. Thư mục thứ hai là thư mục seed. Cái DB seed này này, nó sẽ là cái nơi để giúp chúng ta khởi tạo những dữ liệu mẫu ở trong cơ sở dữ liệu, trong các bảng của cơ sở dữ liệu của chúng ta. Được chưa nhỉ? Nó sẽ thêm những cái master data ở trong đấy, ví dụ như kiểu là user của admin này sẽ thêm một bằng cái này. Rồi thì những cái nếu mà chúng ta làm blog thì nó sẽ phải có danh mục đúng không? Thì những cái danh mục gốc chúng ta sẽ thêm bằng cái này. Những cái bài viết mẫu ban đầu chúng ta thêm bằng cái này. Được chưa nhỉ? Thì đấy nó là cái lợi ích của nó, chúng ta có thể làm rất là nhiều việc với cơ sở dữ liệu thông qua cái thằng migration và seeding này. Thì đấy là cái tác dụng của nó. Và sau này khi mà chúng ta B cái project này chúng ta triển khai ở công ty A xong và chúng ta muốn triển khai tiếp ở công ty B thì chúng ta không phải backup cơ sở dữ liệu từ cái bên công ty A cái nữa, mà chúng ta chỉ để mỗi cái project sang chạy một vài câu lệnh PHP artisan đó, set up lại hoàn toàn một dự án mới với những cái dữ liệu mẫu chúng ta được set up sẵn, thì nó sẽ DB sẽ đi cùng, đi kèm với sửa code đi đâu DB đi đấy. Được chưa nhỉ? Đấy là cái lợi ích của nó. Tiếp theo là thư mục config. Thì cái framework hay là một cái ứng dụng nào đều sẽ có cái này. Nó là nơi để chúng ta thiết lập các cái thông số ở trong hệ thống. Ví dụ như đơn giản như là thằng database. Thì đây, đây là thiết lập về database MySQL. Thiết lập về database là PostgreSQL, SQL Server. Được chưa nhỉ? Đấy là những cái thiết lập của chúng ta. Rồi thì app, rồi thì auth, rất là nhiều ở trong này. Chúng ta sẽ học sau. Tiếp theo là thư mục bootstrap. Bootstrap này là cái gì tôi cũng chẳng động đến đây bao giờ. Kệ nó đi, bỏ qua. Không động đến, nó quan trọng nhưng mà chúng ta không động đến. Tiếp theo là thư mục app. Thì trong cái mô hình MVC
thì cái app này nó chứa hai thằng là thằng V và thằng C. À thằng thằng em và thằng V, à em và thằng C. Modal đây, modal để lộ thiên nhá. Các bạn lưu ý trong Laravel, modal của chúng ta để lộ thiên ở bên ngoài của cái thư mục app. Được chưa? Sau này các bạn thêm bao nhiêu cái modal chúng ta nó đều xuất hiện ở trong đấy hết. Được chưa? Và chúng ta hoàn toàn có thể tổ chức lại được nó. Tất nhiên, nhưng mà theo cái cấu trúc Laravel mặc định thì nó để lộ thiên như này. Tiếp theo là cái thư mục quan trọng nữa là controller, thì nó nằm trong cái thư mục là HTTP. Controller sẽ nằm trong HTTP. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái controller mới tên là Home Controller chẳng hạn. Thì chúng ta lại PP Artisan Make Controller Cách Home Controller. Trong này chưa có file đấy, file Home Controller đúng không? Thế tạo ra đây này. Đúng là tạo file controller. Chúng ta chẳng phải tạo cái gì cả, họ mỗi cú lệnh là xong. Tạo model PP Artisan Make Model Category. Đây, chúng ta, đấy, thấy chưa? Có file Category luôn. Tất cả gần như đến 80% các cái ứng dụng của chúng ta khi mà tạo mới các file gì trừ view thì chúng ta đều có thể chạy được bằng cái Artisan này. Đấy là lý do vì sao tôi bảo là Artisan nó là một trong những cái đặc sản của Laravel nó cung cấp cho chúng ta. Đấy chưa nhỉ? Code này có sướng không? Đỡ phải tạo file nó thứ các kiểu rồi nhầm lẫn rồi nhầm tên. Đúng không? Chúng ta rất hay có cái trò đó là tạo file nhưng mà quên không đặt namespace hoặc đặt namespace sai. Rồi thì đặt tên một đằng, đặt tên class một nẻo. Đây giải quyết hết cho chúng ta luôn. Đấy chưa nhỉ? Quan trọng chúng ta biết và dùng thôi. Tiếp theo là phần middleware. Cái phần này các bạn sẽ được học gần thôi. Cái middleware nó giống như là cái fail, nó chặn những cái request không hợp lệ hoặc là không thỏa mãn cái điều kiện của chúng ta lại, không cho nó vào. Cho đến khi nào nó nhận được một cái request thỏa mãn điều kiện của nó thì nó sẽ cho vào tiếp. Đấy nhỉ? Đấy là cái phần middleware. Và cái phần console. Console này nó sau này nó sẽ là cái nơi để giúp chúng ta tự tạo ra những cái câu lệnh PHP Artisan của mình. Ví dụ tôi hứng lên tôi tạo là PHP Artisan thiện TH. Hứng lên tạo là PHP Artisan là đàn DD. Ví dụ thế. Đấy là những cái toàn bộ những cái tác dụng chính của cái framework và cái sượt code của Laravel nó cung cấp cho chúng ta. Tôi đã giải thích qua một lượt. Còn chúng ta nên đọc qua cái khái niệm về cái cấu trúc project của Laravel ở trên trang chủ hoặc là ở trên cái tài liệu của ông Gia Hiệp đấy, đọc để nhớ. Tất nhiên là tôi không biết bắt các bạn là phải một phát nhớ hết, mà là nên nhá, ghi nó ra một cái file đặt trước mặt ấy. Các bạn chắc là sẽ rơi vào tầm mất khoảng một tháng thì các bạn mới nhớ được các cái thư mục đấy nó có tác dụng gì. Như tôi làm 4 năm rồi nên tôi chẳng cần cái gì tôi nhớ được. Nhưng mà các bạn thì tôi khuyên là nên viết ra một cái file giấy nhớ ấy, dán ở trên trước mặt thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều cho các bạn, để từ sau muốn tìm cái gì biết nó nằm ở đâu. Bởi vì khi mà chúng ta sang framework học ấy, thì chúng ta học cách vận dụng những cái thứ của người khác, chứ chúng ta vẫn code, nhưng mà code không phải là code tạo ra base như là hồi học MVC tôi hướng dẫn chúng ta nữa. Không phải hiểu tất cả từ A đến Z, mà học cách vận dụng để áp dụng cho cái bài toán của mình cần phải xử lý. Được chưa nhỉ? Họ đã cho chúng ta công cụ rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần biết cuốc nữa thôi là sẽ cuốc được đất. Còn có biết cày hay không thì tôi không biết. Được chưa nhỉ? Đó. Thì chúng ta trước hết là cứ phải chạy để cho cái project đi đã, sau đó chúng ta sẽ làm việc tiếp. Văn cài xong Sam chưa? Gì? Có phải xuống đấy không? Already đã có exist đã tồn tại. Ông hỏi là xem có cái mục blog chưa? Hỏi đó. Nhưng mà em đang trả lời cái gì xem có chưa? Cái
xóa này đi. Chưa? Lần nữa thôi. Cái luồng dữ liệu sẽ xuất hiện ở trong đúng rồi. Ở trong cái project Laravel này nha. Luồng dữ liệu nó sẽ đi như sau này, lấy giấy ra và ghi vào. Cái luồng dữ liệu của chúng ta khi mà request gửi đến. Request gửi đến thì nó sẽ chạy vào cái thư mục ground. Và cụ thể là sẽ vào là file web .php. Những cái file khác tôi sẽ hướng dẫn sử dụng sau, nhưng mà chúng ta tập trung vào tôi file web .pp này trước. Thì cái URL của chúng ta là cái gì, nó sẽ được quy định ở trong cái file này, được chưa? Và chúng ta sử dụng cái khái niệm là route ở trong Laravel để xử lý cái request đấy. Từ cái request các bạn có thể trả thẳng về view, có thể trả thẳng về view luôn được, chẳng vấn đề gì cả. Nhưng mà cái này không nên, bởi nó rất khó quản lý, bởi khi mà chúng ta quản lý nhiều tác vụ rồi nó sẽ rất khó quản lý, được chưa nhỉ? Đây là con đường không chính thống cho nên tôi sẽ để ở dấu gạch nhất. Tiếp theo, nếu mà ở trong cái file này chúng ta tiến hành là đây là đưa vào cái route chưa vào MVC đúng không, thì chúng ta sẽ cái web này nó sẽ có thể đẩy cái request đấy về một cái controller nào đấy và một cái action nào đấy trong controller. Đây là bước thứ nhất, đây là bước thứ hai. Controller này nằm ở đâu? À, HTTP controller. Được chưa? Tiếp theo, controller cần tương tác với cơ sở dữ liệu thì chúng ta sẽ gọi đến model. Model này thì nó sẽ nằm ở trong thư mục app. Được chưa? Và action trong controller đã tương tác với cơ sở với dữ liệu rồi, bây giờ muốn trả về view thì nó sẽ return ra cái view. Ở đây, view này nằm ở trong cái thư mục là resource. Resource, thư mục view và tên view. Tên view thường là .xxx, .blade, .php. Đây nơi chứa. Tất nhiên cái module này nó sẽ lấy tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua cái config nằm trong file .env. Đó, phải lưu ý cái luồng dữ liệu nó luôn luôn đi như thế này. Đây là bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Và lại khi mà giao view rồi thì mình sẽ lại quay trở lại với bước 1. Đấy là cái vòng đời của cái Laravel này.
đấy lấy ra mà đi rất ghét mấy cái thằng đi chụp đi tay đi mày cùng về không nhìn đâu mà mày chụp nhiều rồi mày cùng mày có về mày học được tính chất nào không để mày ghi một lần nhớ tí tí sao và là sao thì gì Lát nữa em đi vlog được.
Đây này, giờ đi chạy xong hết đi đã. Thấy chưa? Mở từ chạy xong chưa hả? Rồi tiếp theo. Kệ chúng nó khổ, mình không khổ. Tiếp theo, nào. Chúng ta sẽ sang phần kiến thức mới của Laravel. Ngày đầu tiên thì chúng ta phải quản lý được cái URL có trong hệ thống đã. Thì chúng ta sẽ vào cái tài liệu của nó, vào phần gõ từ cái route. Phần search để gõ chữ route ra. Đó. Ủa, không phải phần này. Vào cái routing ấy nhá. Routing. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta coi này. Cái route này nó là quy định các cái URI, tức là các đường dẫn vào trong cái project của mình. Và nó có thể xử lý ở trong những cái closure, tức là những cái hàm, ngay xử lý ngay lập tức ở trong cái file web.php. Thì thứ nhất đúng, chúng ta phải biết được là nơi đặt của nó đã. Cái file route thì nó sẽ đặt ở trong cái thư mục route. Ở đây, route. Và có nhiều file trong này thì chúng ta sẽ xử lý file web trước. Để các bạn mở nó ra đi. Sau đó chúng ta tiến hành là tìm hiểu xem là cái Laravel nó cung cấp cho chúng ta những cái loại request nào có thể nhận được. Ví dụ chúng ta có cái route request 2.get, tức là nhận cái request dạng get. Cái này thường thường là để lấy dữ liệu ra ngoài. Dạng post là để lưu dữ liệu cho trường hợp insert. Dạng put là để cập nhật dữ liệu. Dạng fetch thường thường là đẩy file lên. Dạng delete phục vụ cái câu lệnh xóa. Dạng option, cái này tôi cũng chẳng dùng bao giờ. Thì thường tôi nghĩ là chắc là nó dùng cho API. Đó, còn thực ra chúng ta vẫn hoạt động trên hai loại chính là get và post cho nhiều chức năng, hầu hết các chức năng. Thì đấy, đây là những cái phương thức mặc định mà Laravel nó cung cấp cho chúng ta để giúp chúng ta quy định các cái URL sinh ra. Thì chúng ta có thể làm như sau. Chúng ta ở đây có cái route get, nó đang trả và viết cái function ở phía sau. Cái này gọi là cái closure này. Các bạn nhá, cái này gọi là cái closure này, là hàm xử lý sau khi nhận được một sự kiện ở đằng trước. Thì ở đây chúng ta tạo ra một cái URL mới tên là route2.get thiện th, và có function ở phía sau là return ra một cái tên, ví dụ như kiểu là một cái text là something. Đấy, như này. Các bạn thích viết gì viết cái tên của chúng ta, miễn là nó không chứa cái ký tự dấu cách là được. Thử đi. Thế chúng ta định nghĩa ra một cái đường dẫn nhận, chỉ chấp nhận những cái request gửi lên là dạng get thôi. Thì nó trả về cái đoạn text là something. Thằng Văn xong chưa? Mày lâu thế.
Hải, xem cho nó một ok xem nào. Được chưa? Chúng ta test thôi, PP Attention Search lên. Rồi tiến hành vào trình duyệt, gõ localhost 2.8000 sược thiện TH chẳng hạn. Nó ra cái something. Được chưa nhỉ? Được chưa nhỉ? Đây là trường hợp đầu tiên khi mà chúng ta trả ra cho người ta một cái đoạn text. Có bạn nào có vấn đề gì không? Không ai cần giúp gì luôn hả? Bọn này học giỏi nhỉ? Ô. Em tắt cái server. Sớp. Là mất. Thì chả mất. Đấy là. Đấy là nó biên dịch cái web của chúng ta, nó phải ông phải giữ cái đấy thì nó mới chạy được. Ừ. Thì chả mất. Được chưa? Thế cho nên tôi mới dùng hai tab như đây. Một tab để chạy, một tab để code mà. Tôi luôn luôn chạy, yên tâm. Được chưa nhỉ? Còn triển khai lên server hôm nào tôi sẽ hướng dẫn chúng ta đẩy con web lên một con Laravel lên server và chạy nó như thế nào, yên tâm. Xong chưa? Tiếp tục nha. Tiếp tục này. Ngoài cái việc trả về một đoạn text như thế này, ngoài việc trả về text thì chúng ta hoàn toàn có thể là trả về một cái giao diện. Chúng ta để đây là một file view chẳng hạn. Thì chúng ta gọi đến cái hàm view. Cái hàm view. Ví dụ ở đây tôi để là homepage. Tôi viết mỗi chữ homepage như này thôi. View ở trong là homepage. Được chưa? Thì tôi sẽ vào cái thư mục resource ở ngay phía trên ấy. Vào thư mục view, tạo một cái file mới tên là homepage.blade.php. Được chưa? Homepage.blade.php. Và ở đây tôi gõ là thiện TH trỏ đến homepage. Nó dùng Blade Engine. Tí nó sẽ cho thấy là nó kinh khủng như thế nào. Một cái công nghệ, một cái thư viện để giúp chúng ta làm cái view nó dễ dàng hơn. Được chưa? Rồi. Bây giờ ra ngoài trình duyệt refresh. Thấy thiện TH homepage, homepage không? Đấy. Những cái gì chúng ta biết ở ngoài view thì nó hiển thị ra ngoài thôi. Xong chưa? Ở trong này tôi sẽ viết một cái form. Một cái form có action. Là ví dụ tôi để action là vẫn là thiện TH method dạng post. Method dạng post. Ở đây tôi có một cái input type bằng text, name bằng username, value tôi để tab đây là thiện TH Dũng thả Dũng Lê. Dũng Lê và đây tôi có một cái button submit.
để cho xem nó có ra cái form không. Reload trang là Dũng Lê cái form này, thấy chưa, đây code đây. Được chưa? Bây giờ tôi chứng minh cho các bạn một cái điều, đó là chúng ta phân biệt được các cái URL dạng get và dạng post. Ví dụ tôi để đây là thiện test đi. Được chưa? Thiện test. Ở trong này nếu mà tôi để cái round 2.2.get nên là thiện trừ test với function. Ở đây tôi để là return succeed. Như này, tức là URL vào cái thiện test này dạng get thì nó sẽ hiển thị ra là succeed. Được chưa? Bây giờ chúng ta coi nhá. Có nhanh quá không? Hả? Thầy xong rồi nó ngồi nó chờ người này. Tại sao không đặt trong cái trong cái ấy này, trong cái ấy đấy. Cái ấy là cái gì? Cái không thích. Bởi vì Artisan nó là một cái hệ thống biên dịch riêng của Laravel. Nó không cần phải đặt trong htdoc. Hiểu chưa? Tất nhiên đặt vào trong htdoc nó vẫn chạy như bình thường. À? Cái gì PHP? Composer nó đã trỏ đến cái PHP rồi còn gì? Ờ. Được chưa nhỉ? Tiếp tục này. Bây giờ chúng ta vào cái đường dẫn là thiện th-test chẳng hạn như vậy. Nó ra succeed này. Nhưng mà chúng ta back lại, chúng ta submit dữ liệu lên từ cái form này. Sao? Nó ra cái lỗi là method not allowed. Bởi vì cái form này chúng ta gửi dữ liệu lên từ một cái form và có cái action là cái đường dẫn vừa rồi của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta gửi lên với method dạng post thì nó sẽ không map với cái round dạng get ở đây. Thì chúng ta sẽ phải, nếu mà muốn nhận dữ liệu ở đây, chúng ta sẽ đổi cái này thành post. Được chưa nào? Đổi cái này thành post thì nó mới nhận được. Đó. Back lại. Submit. Ra lỗi đúng không? Lỗi đúng không? Lỗi này là một cái tính năng dùng để bảo mật cho hệ thống của Laravel. Mỗi một cái form chúng ta gửi lên hoặc Ajax chúng ta gửi lên server ấy, thì bắt buộc phải có thêm một cái token nữa do server, chính server sinh ra, chính code của server sinh ra thì mới được chấp nhận. Nếu không thì sẽ không chấp nhận những cái request dạng post hoặc dạng hoặc là gửi bằng Ajax, gửi linh tinh lên server. Như vậy nó sẽ làm loạn dữ liệu của chúng ta. Tất nhiên chúng ta tắt được, nhưng mà tôi chẳng tắt làm gì cả. Tôi chỉ thêm vào đây một dòng duy nhất, đó là đóng mở ngoặc CSRF trừ fill. CSRF fill. Bây giờ tôi reload trang. Không nhìn thấy gì thay đổi đúng không? Bởi vì cái CSRF fill cái nó sinh ra cho chúng ta, nó sẽ sinh ra cho chúng ta cái một cái input type bằng hidden, có name bằng gạch dưới token value bằng cái này, bằng cái token của chúng ta. Đấy chứ nhỉ? Để bảo mật. Tôi cũng chẳng hiểu cái này nó sinh ra từ đâu và sinh ra như thế nào. Cho nên là bây giờ tôi tiến hành nó reload nó vẫn vậy, tôi submit nó lên thì chúng ta mới nhận được cái succeed. Đấy là cái CSRF token cũng như là cái
bảo mật của form và đặc biệt với những cái dữ liệu và với những cái rất là hot và bí mật của Laravel. Web.php này quy định các URL cho hệ thống. Đến đấy giờ mới chỉ biết cái này và cái file homepage thôi. Do chưa có CMS token. Đây nó chính là cái này. Chính là cái này. Sao là cái này? Ừ? Tôi vừa mới nói khỏi mồm xong. Mày tưởng nói lại được mà dễ à? Cái hôm nay tạo ra là cái gì? Chuột phải vào new file. Ô thằng này. Em tưởng là vào CMD. Không, view thì cũng tạo được bằng CMD. Rồi chúng ta tập trung nghe lại tôi về cái CSRF view này. Nghe nhá. Như bình thường cái web bình thường chúng ta làm ấy thì cái form nào submit lên đúng đường dẫn là nó chạy vào đúng không? Đúng đi sai chưa? Thì ở đây Laravel có cái cơ chế, nó nghĩ là một cái cơ chế bảo mật cho các cái form gửi đến server. Và cụ thể là nó bảo vệ cho các cái đường dẫn của nó, các URL của nó. Là khi chúng ta submit một cái form lên hoặc gửi Ajax từ JavaScript lên server thì bắt buộc nó phải gửi kèm theo một cái field nó tên là gạch dưới token. Gạch dưới token. Và cái giá trị của cái field này này nó sẽ là một cái loại mã được Laravel nó chủ động tự mã hóa. Và chúng ta không biết là nó mã hóa từ đâu ra, mã hóa như thế nào. Được chưa? Tôi không biết, không ai biết trừ cái bọn làm ra Laravel. Được chưa? Nó không biết. Thế vậy cái việc này để làm cái gì? Khi mà gần gửi ASAP, gửi đến server cần, form gửi đến server cũng cần. Thế tại sao lại phải cần? Bởi vì nếu, các bạn lưu ý này, nếu một cái giao diện nào và một cái đường dẫn nào đấy chúng ta chỉ có thể là gửi dữ liệu lên đúng không? Thì chúng ta ngoài việc gửi dữ liệu từ form, chúng ta hoàn toàn có thể gửi từ tool. Đúng không? Ví dụ như này, tôi cài một cái tool tên là Postman. Cái này chắc các bạn cũng biết đúng không?
đây một cái công cụ của một cái extension của thằng Chrome. Đây tôi cũng vào localhost 8000 như bình thường này. Method dạng get này, gửi lên này. Đấy, preview, đúng chưa? Vẫn vào như bình thường. Nhưng mà nếu request dạng post đúng không? Thằng như ví dụ như trình duyệt của các bạn ấy, cái trình duyệt bình thường nó chỉ có thể là truy cập được vào cái website bằng cái request dạng gì? Get thôi. Nhưng mà nếu chúng ta gửi request dạng post lên trình duyệt có gửi được tự động không? Không. Gửi hộ tôi cái, đúng không? Mà phải bắt buộc phải thông qua form. Nhưng mà với cái công cụ ví dụ như thế này, người ta hoàn toàn có thể gửi request dạng post lên trên server một cách bình thường. Ví dụ đây là cái URL của tôi là cái gì nhỉ? Đây thiện test này. Đấy. Có thông qua server không? Cái request cái URL này có thông qua cái một cái màn hình nào đấy được sinh ra từ server không? Không. Người ta chủ động tự gửi lên. Cho nên là nó sẽ cần phải có một cái CSRF token kia để nó ngăn chặn những cái công cụ của bên thứ ba như thế này gửi request lên server liên tục. Hiểu gửi dữ liệu lên server liên tục thì nó kinh khủng như nào? Biết có cái khái niệm là bot không? BOT. Đó. Nó có thể cài những cái phần mềm malware hoặc là những cái con virus nhỏ nhỏ lên trình duyệt của các bạn. Và từ nó sẽ setup là từ các cái con server, các cái con máy mà bị dính virus đấy liên tục gửi request lên server của mình để đi đốt, đúng không? Nhưng mà gửi liên tục như vậy, nếu mà server mình nhận hết và xử lý hết thì một là sẽ gây ra sai lệch data, hai nữa là server không có đủ tài nguyên để trả phản hồi về cho chúng nó, cho nên sẽ sập server. Nhưng mà nếu mà chúng ta tiến hành chặn nó như thế này, Laravel tiến hành chặn nó như này thì nó sẽ biết được là những cái request này gửi lên, nó vẫn xử lý nhá. Nhưng mà nó biết được những cái request này gửi lên nó không phải là từ server của mình sinh ra, những cái request này không hợp lệ, cho nên nó sẽ làm gì? Phản hồi lại một cái lỗi. Có nghĩa nó không xử lý về phía sau, nó vừa nhận phát thấy không có token trả về luôn, nó xử lý rất là nhanh, đúng không? Thì đấy là cái một cái cơ chế bảo mật của Laravel nó cung cấp, thì chúng ta phải tuân theo. Tất nhiên chúng ta có thể tắt nó đi bằng cách như thế này. Các bạn vào app, vào http, nó có một cái file là kernel.php. Ở dưới này nó có một cái file đây web này, cái web này nó có một cái file tên là verify csrf token. Tắt nó đi, comment nó vào một phát là xong. Bây giờ tôi từ đây tôi gửi lên thành công bình thường, được chưa? Gửi liên tục luôn, tôi thích thì tôi cứ ngồi tôi bấm nhanh không? Đó, đấy là cái hay của Laravel, nó cung cấp cho chúng ta. Tất nhiên nếu không có vấn đề gì tôi bật nó lên thì tội gì tôi phải tắt nó đi, đúng không? Bật nó lên phát là thằng này lại bị chặn luôn, không làm gì được chưa nhỉ? Đấy là cái cơ chế của nó. Và ở đây cái request này là dạng post, chỉ chấp nhận là post mà phải có cái token do cái project Laravel sinh ra thì mới nhận để xử lý được. Đây. Ôi giời ơi, mày quan tâm làm gì cái màu vậy? Cái tự nào bình thường? Nó có đặt đuôi file là blade không? Như thế nào? Rồi. 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 Rồ
Nó chưa được lại. Thank you.
cầu là có cái vấn đề thì ta được tạo ra đúng không? Không có chạy kéo trước nhá. Em này. Em này.
Được chưa nhỉ? Tiếp tục này. Nào nào, tập trung vào đây. Tiếp tục này. Chúng ta gõ theo tôi nhá. Mở cái thư mục controller ra. Mở cái thư mục controller ra nhá. Trong này nó có odd và controller bình thường đúng không? Kệ nó. Chúng ta gõ này. Nhớ cái tab mà để server nó chạy, kệ nó, để cho yên cho nó chạy nhá. Còn chúng ta bật một cái CMD khác để cài cắm. Ờ, mở cái CMD khác. PHP artisan make 2.controller. Cái này câu lệnh này để tạo ra controller. Cái gì mày làm cái gì đấy Dũng? Bấm cái gì mà chết? Xong chưa? Đến đây chưa? Rồi, viết tên tên controller ra. Tên controller là một cái lớp lớp đúng không? Chúng ta gọi là home controller. Được chưa? Được chưa? Enter xuống. Nó sẽ báo là controller created successfully. Thì chúng ta mở cái thư mục controller ra sẽ nhìn thấy file home controller. Được chưa? Sao? Ừ, không phải tạo file nữa. Chỉ có mỗi view là phải tạo thôi. Xong chưa? Rồi, bây giờ chúng ta ở trong này chúng ta viết là public function index chẳng hạn. Đây viết hàm bình thường đúng không? Ở đây chúng ta return cái view. Cái view là homepage welcome. Return cái view là welcome. Xong chưa? Được chưa thì xong đi. Tất cái này thì đã quên. Sao thầy có lệnh model là category mà nó lại tải trong chỗ app? Đấy, tôi nói cho chính thư mục app là nơi chứa model. Hiểu chưa? Thì nơi nào chứa nó thì nó chả vứt vào đấy. Xong chưa? Cái gì? Xong chưa? Xong chưa? Thằng Văn xong chưa? Vẫn đang mê mệt với cái Blade View à? Tí nữa mày về mày cài PHP Storm vào. Em có rồi nhưng mà nó nặng quá. Thôi, cốt chay vậy.
đã biết sao rồi. Được chưa nhỉ? Bây giờ các bạn nhìn thấy nó trả ra cái view welcome đúng không? Tôi muốn nào, để ý này, tôi muốn cái URL của tôi là cái hàm ghép sược này. Code của nó sẽ được xử lý trong cái file home controller và cái hàm index. Thì bây giờ tôi sẽ làm cái việc rất là nhanh như sau. Các bạn xóa bén cái phần này đi cho tôi. Xóa đi. Ở đây chúng ta giữ để một cái string là home controller a còng index. Đây là cái lớp sẽ xử lý và đây là cái hàm nằm trong cái lớp này sẽ xử lý cái logic cho cái URL homepage. Xong chưa nhỉ? Xong rồi đấy, bây giờ chúng ta về trang chủ chúng ta xem lại xem nó có về Google Cam không? Vẫn như cũ đúng không? Nó chẳng khác gì. Thì chứng tỏ là code nó được đẩy vào trong cái luồng dữ liệu nó được đẩy vào trong cái home controller và hàm index nằm trong đấy để xử lý của chúng ta. Nếu chúng ta không tin, chúng ta hoàn toàn có thể đẩy ra một cái view khác, ví dụ như homepage. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào thấy là homepage, sửa homepage đúng không? Thì đấy là cái cách chúng ta điều hướng cái đường dẫn về một cái hàm nằm trong một controller nào đấy để xử lý logic cho chúng ta. Như vậy thì bây giờ mỗi cái URL ở trong cái file web.php ấy, của chúng ta nó chỉ còn một dòng thôi. Thì chúng ta sau này quản lý sẽ rất là dễ. Xong chưa? Dũng? Xong chưa? Cái gì? Cái gì mà visual host? Cái gì? À, làm visual host này à? Không cần. Cái này hoàn thế thì có được không? Được. Hoàn toàn được. Chẳng lấy cấm. Ôi mày về nhà mày làm cho mày đừng phá quấy ở đây đúng không ạ? Được chứ nhở? Xong rồi. Thế là chúng ta cũng đưa hết những cái URL khác về controller để xử lý. Ví dụ như tôi sẽ không làm mấy cái lôm côm như này nữa. Bây giờ tôi sẽ để vào đây là route get là get category chẳng hạn. Được chưa? Nó sẽ xử lý ở trong home controller hàm là hàm get. Thank you.
Được chưa nhỉ? Bây giờ trong controller của chúng ta có hàm kết chưa? Chưa thể tạo ra. Return view là cái biến kết là các bạn xem này, xem return nhé. Kết chấm index. Kết chấm index. Này có ý nghĩa như sau này. Nếu mà có giấy vở thì viết vào nhá. Nếu mà return dạng view như thế này thì cái kết đằng trước dấu chấm ấy nó là thư mục. Thư mục nằm trong thư mục view. Còn cái đoạn sau cái sau dấu chấm cuối cùng ấy, nó sẽ là tên file. Và chúng ta sẽ trỏ đến thư mục kết và file là file index.blade.php. Thì tôi sẽ tạo cái thư mục và file tương ứng như sau. Ở trong thư mục view này tôi sẽ tạo ra cái thư mục mới tên là kết. Trong thư mục kết tôi sẽ tạo ra một cái file tên là index.blade.php. Enter xuống. Ở đây tôi sẽ có là kết trỏ đến index. Tôi viết cái text này ra. Tôi viết cái text này ra. Và tôi viết cái text này ra xong ở trong này tôi sẽ giữ nguyên nó. Và bây giờ tí nữa chúng ta sẽ vào web để chạy cái URL kia xem có được không. Được chưa? Test đi. Localhost sược 8000 sược category. Đúng cái index rồi. Chứng tỏ một điều là chúng ta đã trỏ thành công. Trong trường hợp chúng ta trỏ linh tinh, ví dụ có tôi trỏ sang cái thư mục là kết sang cái file index.blade này. File này có tồn tại trong thư mục view không? Không. Lỗi loài rằng này. View index not found. Được chưa? Là cái view này không tồn tại nếu tôi trỏ đúng nó lại ra easy case. Được chưa nhỉ? Được chưa? Nãy giờ là chúng ta làm việc với cái cầu nối là tạo URL và truyền cái đường dẫn từ khi mà người ta truy cập vào cái URL đấy, chúng ta sẽ truyền nó vào trong một cái hàm nào, trong một controller nào đấy để xử lý. Tiếp tục. Thế bây giờ nếu mà chúng ta muốn xử lý cái URL mà nó có tham số thì ra. Đúng không? URL nó có tham số, các bạn có thể tìm ở trong này. Trong cái routing của Laravel này. Nãy giờ là tôi mới xử lý cái đoạn đầu tiên này, nãy giờ mới gọi là tạm tạm đấy. Và chúng ta có thể trỏ nó vào trong một cái controller nào đấy rồi. Tiếp theo này. Đến cái phần là route parameter. Parameter là tham số đúng không? Thì tham số ở trên URL.
Ví dụ như chúng ta khi mà thêm hoặc sửa hoặc xóa một cái danh mục nào đấy thì chúng ta hay sửa cái ID đúng không? Đúng nhá. Thì bây giờ chúng ta cũng có thể sửa cái ID ở trên URL. Chúng ta sẽ viết tham số như sau. Tham số ở đây nó sẽ là sửa hỏi chấm. Tôi đặt đây là kết name. Tôi đặt đây là kết name. Và cái hàm sẽ xử lý là hàm home controller get. Gì đấy? Ông chửi Trang à? Được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta vào cái chúng ta vào đường dẫn này, category này. Cái đoạn thằng đoạn phía sau đúng không? Cái đoạn phía sau tham số nó bắt đầu bằng cái dấu gì? Dấu sượt đúng không? Chúng ta cũng phải sượt. Bây giờ ví dụ như kiểu là xã hội, xã gạch ngang hội chẳng hạn. Nó vẫn vào kết index đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta không có cái xã hội này, chúng ta chỉ có kết không điền cám ngay. Nó sẽ báo là cái URL này không tồn tại. Thì chúng ta bắt buộc khi mà chúng ta có quy định cái URL vào đấy rồi thì chúng ta bắt buộc là phải có cái đoạn phía sau này thì nó mới chạy. Còn không có thì dẹp đi. Được chưa? Cái tham số này người ta gọi là cái tham số bắt buộc, require parameter. Được chưa nhỉ? Khi mà ông đã định nghĩa ra một cái tham số bắt buộc ở trên URL rồi thì ông phải bắt buộc truy cập vào cái đường dẫn chính xác và ông truyền tham số vào cái vị trí chính xác thì ông mới truy cập được vào trong. Và ở đây chúng ta sửa cái xã hội đúng không? Tôi hoàn toàn có thể lấy những cái tham số, những cái giá trị mà ông truyền vào cho tôi. Ví dụ như này. Hỏi chấm, kết name. Ở cái parameter kia các bạn viết cái gì? Cái parameter này, các bạn viết cái gì? Ở trong này các bạn nhận cái đấy. Mỗi tội là chuyển nó thành biến rồi. Được chưa? Và tôi có thể là DD ra đây cái biến kết name. DD là một cái hàm có sẵn trong Laravel, nó cung cấp sẵn cái hàm này gọi là hàm helper. Nó giúp chúng ta thực hiện cái tác vụ là va đam đai. Được chưa? Đây là cái hàm tôi thích nhất trong Laravel. Bây giờ chúng ta test xem có đúng là xã hội không. Và đây là thể thao chẳng hạn. Thể thao. Truyền cái gì nhận cái đấy. Bây giờ chuyển số 1 nó cũng nhận. Chuyển số 1000 nó cũng nhận. Nhận hết. Đúng nhỉ? Tham số bắt buộc là phải có tham số thì sẽ vào được và tôi có thể lấy những cái tham số đấy ra. Ngoài ra một cái URL chúng ta có thể nhận nhiều tham số. Đây là get ID chẳng hạn. Đúng không? Nếu mà nhận thêm get ID thì phải truyền thêm một cái dấu sượt sau này nữa. Ví dụ đây tôi để là xã hội. Xã hội và ID là 500 thì nó mới vào được. Và tôi có thể nhận thêm cái biến ID đấy ở phía sau này. Phẩy đây thêm một cái đô la get ID. Tôi phẩy get name, tôi phẩy tiếp là get ID. Xã hội 500. Đúng không? Tôi viết thêm cái gì đấy tùy. Nhận được hết. Thì đây nó là cái lợi thế của cái round nằm trong Laravel. Hay cái bài cũng không cái hay lắm. Đây mới chỉ được chưa được 1/3 của cái round của nó thôi.
còn nhiều thứ lắm. Cái ông còn mail edu không? Mail gì đấy? Mail a còng edu. Trường cung cấp à? Dạ. Trường cung cấp à? Trường linh tinh. Trường cấp là sinh viên thôi mà. Cái gì? Trường cấp là sinh viên là vào là lại được cái gì? Hôm nào trường mình à đủ trường á? Ừ. Nhưng mà bắt bắt hút. Ông không có bắt à? Không. Thế chỉ là trường này, trường này, trường này. Nên là trường cho mà sinh viên với tài khoản đầu đi. Ờ nhưng mà quên rồi gì? Không, có mà. Tức là vào được cái mail đấy không? Vào được cái mail trường cấp không? Trường đấy cấp nào? Trường không cấp cấp thôi, không có mail. Bố láo. Trường nào thôi? Trường công nghiệp. Không có mail. 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 Không chỉ đạo. Trường cấp mà sinh viên cho bán luôn thế thôi. Đó là bảo. Cảm ơn con mẹ cáo. Cái đéo nào? Không cho mail luôn. Không. Trường có anh là có cái là quan tin này. Nạp năm. Đây. Tìm crush thôi. Đấy thì. Đấy, cái này em có cái đường link đấy. Đấy, crush thôi. Tôi chỉ có mail edu cho nên là tôi dùng suốt đời. Tôi chẳng biết, tôi chẳng bao giờ phải dùng mấy cái đồ đấy cả. Phải, có cái hát của sinh viên. Tôi cũng không biết. Có à? Vâng. À được, để mình dùng. Cái edu đây là mình đăng ký cái đấy. Thế à? Để dùng miễn phí, private. Nó còn tặng Amazon Web Service 1 năm rồi. Cái đấy Amazon Web Service thì cứ đăng ký mới là được 1 năm. Không phải, kiểu không, cái mông như thế. Cái kiểu mình phí. Tôi đọc hết rồi. Tiếp tục đi. Được chứ nhỉ? Đã do ăn cái require parameter chưa? Tiếp tục này. Thế nếu mà những cái URL tôi không thích nó là require gì đó, lúc có lúc không, đúng không? Phải có lúc không. Ví dụ như name, tôi thích thì tôi viết name, mà tôi không thích thì ông cũng phải hiển thị được cho tôi. Thì tôi sẽ, cái nào là cái mà có hay không cũng chạy được ấy, thì người ta gọi là optional parameter. Option là tùy biến, tùy chọn. Ông chọn, ông có tham số thì tôi lấy tham số của ông không có thì cho nó bằng null. Thì tôi chỉ đơn giản ở đây tôi thêm cái dấu hỏi chấm vào phía sau. Thế thôi, thêm mỗi dấu hỏi chấm vào là xong. Bây giờ ở đây tôi còn kết nêm gì? Thì kết nêm tôi gắn nó bằng cái biến null. Xong chưa? Bằng null luôn. Bây giờ quả nhầm, đây là dư rồi. Xã hội thì ra ở à, đây là cái biến này chưa xóa. Ra xã hội này, còn tôi không thích truyền gì cho nút xong phim, đúng không? Đấy là cái optional parameter, tham số tùy chọn cho URL. Thực ra theo quy định là được, nhưng mà chẳng thằng ngu là làm cái việc đấy cả. Những cái nào là kể cả khi các bạn tạo hàm nhé, những cái nào mà ở đầu tiên ấy, những cái thằng phần kể cả khi mà chúng ta có cả tham số require và tham số optional ấy, bao giờ những thằng optional cũng sẽ được đẩy về phía sau. Các thằng optional đều được đẩy về phía sau chứ không bao giờ được phép đứng đầu, hoặc nó đứng một mình nó thì nó được đứng đầu. Đấy chưa? Đấy là cái cách là xong chưa? Tôi không cần. Chỉ có mấy cái đồ nhà quê nhiều mới cần là tôi không cần. Được chưa? Thế này, new tab đây này. Có sẵn đây này. Tại sao phải khổ thế? Được chưa nhỉ? Xong chưa? Tiếp tục nha, tiếp tục này, tiếp tục này, tiếp tục này. Để ý nha. Đường dẫn của thằng này là cái gì? Local 8000 là vào được rồi đúng không? Nếu mà tôi tạo một cái link, tôi tạo một cái đường dẫn cho nó ở trong này, tôi tạo một cái thẻ A, thẻ A href, chẳng nhẽ tôi href được như này à? Đúng không? Sao đường dẫn như này à? Không. Tôi echo, đây là cái phép echo ở trong blade view này. Echo chỉ là cặp giống hoặc nhọn thôi, hai cặp giống hoặc nhọn vào với nhau thì là echo.
echo ra cái biến cái hàm URL sượt. Ở đây là homepage. Quên gì? Gọi là làm quen và thích nghi, không phải gọi là quên hết cả. Sau này khi mà ông bị lên một level cao hơn là học về JS framework, ông còn không biết lúc nào ông cần phải viết JS, lúc nào không cần, không biết lúc nào cần viết PHP cơ. Như tôi bây giờ tôi đi dạy tôi cứ bị loạn, thi thoảng là cứ vào PHP thì va tên biến. Sau đi code JS thì lúc nào cũng đô la. Đấy là cái bệnh không bao giờ quên được, nhưng mà thi thoảng sẽ bị nhập. Được chưa? Xong cái này chưa? Đây chúng ta coi nhá. Ồ, đang DD, xin lỗi các bạn, đang DD. Nhìn cái homepage hover vào nó thành cái gì? Localhost 8000 đúng không? Đúng chưa? Và chúng ta có thể mở cái này ra, inspect nó ra, xem cái đường dẫn nó là cái gì. Localhost 8000. Đúng chưa? Nó khi mà chúng ta sử dụng cái hàm là hàm URL này, hàm này cũng là hàm helper. Những cái gì các bạn lên, những cái gì mà tôi gọi là hàm helper ấy, là những cái hàm đấy nó được viết sẵn bởi Laravel rồi, chúng ta chỉ cần biết ý nghĩa của nó và dùng thôi. Được chưa? Cái hàm URL này nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái đường dẫn. Là ví dụ như là website của chúng ta bắt đầu là localhost 8000 thì nó sẽ sinh ra localhost 8000 cộng với cái đoạn sượt phía sau này, ví dụ tôi viết là thiện th ở đây. Thì nó cũng sinh ra localhost sượt thiện th. Được chưa nhỉ? Nó lấy từ cái đường dẫn gốc, thư mục gốc và project gốc sượt đến những cái đoạn text chúng ta viết phía sau, giống như cái hàm get URL của tôi ấy. Được chưa nhỉ? Đó, đấy là cái ý nghĩa của nó. Nhưng mà thực ra khi mà làm cái URL này này, chẳng ai làm bằng cái biến cái hàm URL mấy cả. Người ta sẽ làm một cách khác. Bởi vì nếu các bạn làm như thế này, các bạn để ý này, khi mà tôi làm như này thì tôi bấm vào đây nó không về homepage đúng không? Bấm vào nó về homepage thì đúng. Nhưng mà ngày mai tôi hứng chí lên, tôi đổi cái đường dẫn homepage của tôi thành đây là home gạch ngang page thì sao? Đúng không? Như này thì chết chắc luôn. Chết chắc luôn. Được chưa? Không thể đặt như này được. Và đặc biệt là khi mà các bạn lưu ý nhé, khi mà các bạn mà dùng cái homepage này sẽ được dùng ở rất nhiều nơi đúng không? Một website nó dùng khoảng 500 lần. Sau này cái đường dẫn trang chủ hoặc cái trang XYZ nó thay đổi một phát là các bạn phải tìm tất cả các đường dẫn đấy ở trong project để sửa lại thành URL mới. Cái việc đấy chết người luôn. Đúng không? Cho nên người ta sẽ không làm theo cái việc là URL kiểu là dạng ngu xuẩn như này. Không ai làm cả. Mà người ta sẽ có cách là đặt cho mỗi một cái URL này một cái tên. Đặt cho nó một cái tên. Cái tên này thì thường thường là không bao giờ thay đổi. Người ta chỉ có thay đổi cái đường dẫn này thôi, chứ còn cái tên thì không. Thì chúng ta sẽ có là trỏ đến name. Đây tôi đặt là homepage. Name là homepage. Trỏ đến name đặt ở trong string là một cái homepage. Sau đó tôi copy cái đường cái homepage này. Xong cái đoạn này chưa? Copy cái homepage này. Chỗ nào cần cái đường dẫn đến cái trang chủ của tôi á, thì tôi sẽ dùng cái hàm helper là route, viết cái tên của nó vào. Bây giờ chúng ta sẽ có đường dẫn là về homepage đúng không? Đây đường dẫn về homepage đây. Mai ông sếp tôi bắt tôi đổi cái đường dẫn này về sườn, bởi vì thấy để homepage nó ngu quá, lại đổi về sườn. Tôi back về đây, bấm vào đây nó vẫn là, ủa, có gì đó sai sai. Đây đây đây, tôi reload lại trang. Đây, đường dẫn về localhost 8000. Tôi không phải thay đổi cái đường dẫn ở cái chỗ tôi triển khai nó nữa. Ví dụ ở đây, tôi vẫn giữ nguyên, tôi chẳng sửa cái gì cả. Nhưng mà cái đường dẫn gốc của tôi nó đã thay đổi ít nhất là 2 lần rồi. Nhưng mà thằng này vẫn ăn theo. Được chưa nhỉ? Giống như thằng Văn vậy. Bây giờ nó để đầu này, ai gọi nó là Văn bởi cái tên của nó là Văn mà. Người ta không nhận định thằng Văn thông qua cái đầu. Nhưng mà mai đầu thằng Văn nó mọc sừng chẳng hạn, thì người ta vẫn cứ gọi nó bằng thằng Văn, chứ không ai gọi nó là thằng một sừng. Đúng không? Đó là cái tác dụng của cái tên. Chúng ta có thể đặt tên cho một cái URL
và gọi nó ra ở bất kỳ đâu. Nhớ cái hàm round cho tôi nhá. Cái hàm round, hàm này sẽ dùng cực kỳ nhiều. Xong chưa? Và đến khoảng 80-90% các URL của chúng tôi đều có round và đều có name. Đều có name cả. Được chưa nhỉ? Hả? Không chạy được à? Cái gì? Đây đúng không? Đi đâu? Để bấm cái này đi. Sao? Được chưa? Xong đi nhỉ? Nãy giờ là có round này, chuyển cái xử lý logic từ round về controller này. Gì nữa? Required parameter này, optional parameter này, name, round naming, đặt tên cho round. Được chưa? Nhiều phết rồi đấy. Bây giờ là truyền dữ liệu từ controller ra view. Ví dụ như này. Hôm controller đấy tôi có cái biến get name này đúng không? Tôi không thể dùng được cái biến này ở ngoài view đâu, không dùng được. Ví dụ kết này, kết name bằng, đây là echo đúng không? Đô la kết name chạy vào mắt, không chạy được. Đây lỗi này, thấy chưa? Tôi chưa save, lỗi ngay. Undefined variable kết name, mặc dù kết name này nó đã được tạo ra ở trong cái controller này rồi, và chúng ta phải truyền nó ra ngoài mới dùng được. Ví dụ ở đây tôi điền ở đây là một cái mảng. Một cái mảng. Trong mảng này tôi viết là A. Thế thì viết là A thôi. Đặt vào đây là đô la kết nêm. A kết nêm. Thì cái này ý nghĩa là gì? Tôi định nghĩa ra ở ngoài view, ở ngoài cái file view của tôi á, một cái biến tên là đô la A. Giá trị của nó bằng với cái giá trị của biến kết name ở đây. Được chưa? Bây giờ chúng ta dùng cái biến A này ở ngoài view. Copy. Paste nó xuống. Xong chưa? Xã hội chưa? Xã hội. Đây là giáo dục. Đây là thể dục. Được chưa? Đây là cách chúng ta lấy dữ liệu, truyền dữ liệu ra từ controller hay là từ cái function ở trong cái round ra ngoài view để nó được phép sử dụng. Nhớ nha, file view của chúng ta đặt tên là đuôi blade.php nha. Thằng Văn ấy nó còn cố tình nó đặt thành php cơ, ông chưa là cái gì. Thằng này nó không chạy được cái hàm round này. Nó không chạy được cái hàm round này. Nên nó gào lên, nó bảo là nó không chạy được. Nó đặt tên file là index.php. Bảo sao? Đi chứ nhỉ? Ừ. Rồi. Đấy, đấy, đấy. Echo là như này thôi. Từ
từ giờ không phải viết echo nữa. Vòng for cũng không phải viết như bình thường nữa. Rồi thì if else chúng ta cũng không viết như bình thường nữa. Tất cả mọi thứ đều không như bình thường. Và chúng ta cũng sẽ trở thành những con người bất thường. Được chưa nhỉ? Được chưa? Thôi nhá, hôm nay tiếp thu bằng định kiến thức thôi nhá. Về này, thứ nhất là xem lại cách cài đặt, xem lại cách cài đặt. Cái gì? Mày lại lỗi gì? Xem lại cách cài đặt này, được chưa? Xem lại, tìm ở trên gia hiệp hay là ở trên cái doc ấy, tìm đến những cái như tôi dặn ấy, là tìm đến ý nghĩa của các cái thư mục. Mỗi một thư mục ở đây nó không có cái nào là thừa cả. Được chưa? Các bạn phải biết được các cái file nào khi mà sinh ra hoặc là khi mà cần dùng đến nó nằm ở đâu. Được chưa? Cần phải nằm ở đâu. Ý nghĩa của các thư mục đấy là gì? Nốt các bạn đặt dí một cái tờ giấy trước mặt mình ấy, dán chán này này. Đấy. Được chưa? Để sau này khi mà nói đến cái gì là biết nó ở đâu mà tìm. Được chưa? Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là về ôn lại cho tôi về cái phần round. Nhờ round trước đã học rồi nhưng chúng ta xử lý rất là thủ công. Bây giờ đã có công cụ để xử lý thì chúng ta phải nắm được cái công cụ đấy mà dùng. Thì round ở đây chúng ta mới có định nghĩa về round, các cái phương thức round nó nhận được, rồi thì cái CSRF, rồi thì các cái tham số. Tham số thì có hai loại là loại required parameter và optional parameter. Rồi chuyển dữ liệu, chuyển cái luồng dữ liệu từ cái file round là cụ thể là cái file web.php về cái controller của chúng ta như nào. Rồi tạo controller, tạo các cái hàm trong controller. Được chưa? Rồi sinh ra view từ controller, sinh ra view mới, rồi truyền dữ liệu ra ngoài view. Tôi chỉ cần các bạn nắm được bằng đấy thứ đó là kinh khủng lắm rồi. Thực ra cái đấy ngày xưa tôi cũng chỉ học trong khoảng một tuần một ngày thôi. Hả? À, không, thực ra là tôi lúc đấy tôi chẳng biết cái mẹ gì luôn ấy. PT thuần tôi còn chẳng biết. Nhưng mà xem chúng nó xem video của chúng nó để học theo. Thật, đấy là cái cách ngày xưa tôi học. Nhưng mà thực tế ra mình chẳng hiểu cái khái niệm, cái ngày đấy mình chẳng hiểu khái niệm round là cái gì. Chỉ biết là cái đấy nó quy định cho mình ra một cái URL. Xong rồi ngày đấy tôi còn không biết là nó được phép xử lý ở ngoài, ở trong này luôn cơ. Lúc nào tôi cũng phải viết ra controller. Và tạo ra controller bằng tay. Cái hồi PHP Laravel version 4.1, 4.2 ấy, là cái thời điểm tôi bắt đầu tiếp xúc với Laravel thì nó còn chưa có Artisan. Artisan của nó rất là thô sơ. Ở đấy nó có blade view rồi nhưng mà nó chưa có addition tạo các controller các thứ, toàn đi copy lại từ chỗ này sang chỗ khác. Nó làm rất là khổ. Bây giờ chúng ta đỡ hơn rất là nhiều rồi. Gửi project nào? Đẩy lên GitHub thôi. Ơ? Ờ? Nhìn này, nó có cái file này. Git ignore. Git là gì? Git là git. Ignore là gì? Bỏ qua. Nó sẽ bỏ qua toàn bộ những cái file nằm trong các thư mục này và nó bỏ qua luôn cái file NV. Và chúng ta khi mà lấy code của tôi về thì chúng ta phải tự sinh ra file NV bằng cách copy cái file NV.example này đổi tên nó thành .nv. Xong rồi PHP artisan key generate để sinh ra cái key mới. Thấy không? Ví dụ như này này, ví dụ tôi xóa bén cái file này đi nhá. Xóa bén cái file này đi. Bây giờ tôi không còn file NV giống như các bạn. Khi mà tôi đẩy lên các bạn về tải về nó sẽ không có file NV đâu. Các bạn sẽ duplicate nó lên. Duplicate nó lên và đổi tên nó thành .nv. Này, đấy thế thôi. Sau các bạn config DB ở máy các bạn này. Config môi trường ở máy các bạn này. Đây nó chưa có key đúng không? Thì chạy một câu lệnh là PHP artisan key 2.generate. Đấy, key đây. Xong chưa? Là cái thằng mà nó đau tốt mình về nó phải cài cái theo thì tất nhiên không cài thì chơi bời gì. À thực ra không cần cài, không cần cài, kéo về phát chạy được luôn bởi vì Artisan nó là cái file này để đấy, Artisan đấy, không cần cài Laravel vẫn chạy được. Nhưng mà đằng nào chẳng phải cài Composer,
Composer là bắt buộc. Nhưng mà mình chạy thôi thôi mà. Chạy thôi thì đúng. Nhưng mà đằng nào đẩy lên ông không nhìn thấy cái git ignore nó có cái này à? Đây git ignore nó có cái vendor này. Và vendor là chứa thư viện. Đúng không? Thư viện tải về là chứa trong vendor đúng không? Autoload cũng sinh ra trong vendor đúng không? Tôi có đẩy vendor lên đâu mà có cái file autoload mà chạy. Có thư viện đâu mà chạy. Ông bị điên à? Cho nó nặng à? Đây nha, xem cái thư mục vendor nó nặng bao nhiêu nhé. Thư viện. Đây, 44 MB. Cả project nặng 45 MB thì trong này nặng 44 MB. Đây. Thế tóm lại là muốn trang một lượt thì bắt buộc cài cái vớ vẩn này để trang. Không, cài Composer thì là xem được. Ví dụ nhá, tôi xóa bố nó cái vendor này đi nhá. Bắt buộc phải cài Composer. Thì bắt buộc phải cài Composer. Tù. Tù cái gì? Đây là web hiện đại thì bắt buộc phải có cái thư mục quản lý chung rồi. Cái chuyện bình thường. Hả? À? Cái gì? Khi hoàn tải của tôi về ấy, nó sẽ không có cái thư mục vendor này đâu. Cho nên là các bạn sẽ phải chạy cái câu lệnh như sau. Mở vẫn mở CMD ra và chạy Composer Get Install để nó tải toàn bộ những cái thư viện nằm trong cái vendor cái này. À, nằm trong cái file Composer.json. Đây là thư viện nó trong này rất nhiều. Đẩy. Có Faker đây là đâu rồi? Faker này. Rất là nhiều thư viện trong này. Cho nên là đằng nào cũng phải cài Composer. Còn Laravel thì không nhất thiết. Laravel thì installer thì không nhất thiết phải cài. Nhưng mà Composer thì chắc chắn. Được chưa nhỉ? Đây làm đi làm lại đi. Chạy thử đi. Cái gì? Đi cốt thuần thì mày mãn kiếp rồi. Mày chỉ được là thằng cốt thuần thôi. Cái gì nhỉ? Smart Git.